Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang có hàng trăm ngàn người đang phải sống chung với căn bệnh ung thư. Số ca mắc mới vẫn tăng cao theo hàng năm. Với các kỹ thuật hiện đại, rất nhiều kỹ thuật khó, trong đó có chuyên ngành ung thư đã được các bác sĩ Việt Nam triển khai và ngang tầm thế giới. Với nhiều kết quả đạt được, thì Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bú Bệnh viện Bạch Mai đã vinh dự đón nhận huân chương lao động hàng nhất. Từ một đơn vị ngày đầu thành lập có 4 cán bộ nhân viên, hiện trung tâm có đội ngũ 171 cán bộ được đào tạo tập huấn và huấn luyện đầy đủ đảm bảo cho hoạt động chuyên môn cả về y học hạt nhân và ung bú. Những năm qua, các thầy thuốc của trung tâm đã triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại và chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư như sử dụng SPECT, PET CD chẩn đoán và mô phỏng lập kế hoạch xạ trị. Trung tâm đã thực hiện thành công nhiều công trình nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn đã được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng cao nhất về khoa học và công nghệ. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập từ năm 1970 đến năm 2020, đơn vị đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho tập thể và cá nhân.